Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Thế Anh, giảng viên từ công ty cổ phần Giá Dựng. Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái tính năng rất hay về theo dõi về thí nghiệm của bê tông trên cái phần mềm quản lý chất lượng GxD. Thì trong cái phần mềm quản lý chất lượng GxD thì các bạn có thể theo dõi các cái công việc để mà làm biên bản nghiệm thu, làm nhật ký. Thì có một cái chức năng rất là quan trọng, đó là theo dõi cái việc là lấy mẫu thí nghiệm của các cái công việc mà trước khi thi công. Ví dụ như là trước khi chúng ta đổ bê tông thì chúng ta phải lấy mẫu bê tông để mà thực hiện đúc mẫu và lưu mẫu. Rồi là trước khi mà đầm nén đất các thứ thì chúng ta phải lấy mẫu đất chẳng hạn. Ví dụ thế. Thì ở đây thì chúng ta có thể theo dõi thao tác ở trên màn hình. Thì ở đây cái công việc số 6 này chẳng hạn là công tác bê tông cọc. Thì mà để khai thác mẫu, để mà khai báo cái mẫu thì chúng ta lưu ý là ở cột mã lấy mẫu này nó sẽ có cái ký hiệu là LM, và ở bên cái cột nội dung công việc này chúng ta tích phải vào cái phần nội dung công việc, và chúng ta sẽ điền cái nội dung nó ở dưới tên công việc, thì cái phần này nó sẽ không khai báo thứ tự. Thì khi các bạn tích phải chuột thì các bạn sẽ thấy cái hộp là quy cách lấy mẫu lên, thì chúng ta có các cái nút như là chúng ta có thể tạo mẫu mới và có những cái mẫu có sẵn ở trong này thì chúng ta có thể chọn. Thế khi chúng ta chọn, ví dụ như ở đây có cái lấy mẫu bê tông chẳng hạn, thì chúng ta có những cái mẫu có sẵn của phần mềm, thì khi chúng ta tích chọn vào nó thì ở bên dưới nó sẽ có cái thông tin, và cái thông tin này nó sẽ kẻ thành cái bảng, trong đó ở phần trên sẽ là tiêu đề, còn ở dưới là nội dung bảng, và cái này nó sẽ được tự động chèn vào trong cái biên bản nghiệm thu, à cái biên bản lấy mẫu. Thế thì nếu mà các bạn mà muốn chỉnh sửa thì ở bên dưới này nó có các cái nhập vị trí, các cái cột sẽ được đổ dữ liệu. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đổ nó vào cái cột C, cột gì đấy, cột E, cột N, cột Q, cột T, cột Z. Thì cái chỗ này thì các bạn cứ chọn một cái biên bản lấy mẫu, sau đó thì các bạn để nguyên các cái cột như này, xong các bạn chọn áp dụng mẫu, thì tí nữa các bạn sang biên bản lấy mẫu các bạn sẽ hiểu cái đó. Thế sau khi mà nhập xong cái phần lấy mẫu này rồi thì chúng ta chuyển sang phía bên phải và chúng ta nhập thời gian. Thời gian thì ở đây thì chúng ta có thể nhập vào nhiều vị trí, tuy nhiên ở đây ta nên nhập vào đúng cái cột lấy mẫu thí nghiệm. Thì cái ngày lấy mẫu chúng ta kích phải vào, hoặc là chúng ta có thể gõ trực tiếp luôn theo định dạng là đay đay, măn măn và ia ia ia, tức là hai cái số của ngày và hai cái số của tháng và bốn cái số để thể hiện năm, thì chúng ta có thể gõ luôn vào theo định dạng đấy, hoặc là kích phải để chọn ngày, hoặc là chúng ta copy từ bên trên xuống đấy. Thế sau khi mà chúng ta khai báo xong cái này thì ở bên biên bản lấy mẫu là nó tự động hiện cái thông tin vào để chúng ta có thể in biên bản lấy mẫu. Em thử cho cái phần biên bản lấy mẫu đó, thì các cái thông tin đấy khi mà chúng ta chạy biên bản thì nó sẽ tự động đưa vào biên bản này để chúng ta in cái biên bản lấy mẫu đấy. Nó in ra tự động là lấy mẫu đây, và cái bảng ở đây, cái bảng vừa xong nó bắt đầu từ cột C là số thứ tự, và cột E là lấy mẫu, rồi các thứ cột N, cột R, cột Q, cột Y là chính cái phần lúc nãy mà ta vừa mới nói, là cái cột đấy nó sẽ định dạng là các cái cột số thứ tự của ta trong cái bảng đấy nó sẽ bắt đầu từ cột nào, và các cái bảng lấy mẫu khác nhau nó tự thay đổi ở đây. Thế cái điều rất là hay là sau khi tất cả các công việc mà chúng ta cứ khai báo và theo dõi cái công việc đó một cách đều đặn thì chúng ta sẽ có một cái lệnh mà cuối cùng là để cập nhật xem là tại cái thời điểm này thì cái công tác lấy mẫu của tất cả các công việc trên công trường nó như thế nào, thì chúng ta dùng cái lệnh là quản lý và xuất kết quả thí nghiệm công việc. Thì ở đây là trong cái file của tôi là nó cũng có đến mấy trăm đầu việc, và chúng ta có cái hộp tùy chọn này, chúng ta kích vào xuất toàn bộ dữ liệu và chúng ta đồng ý. Thì cái công trình này nó có mấy trăm đầu việc và nó lấy mẫu rất nhiều, nhưng mà chúng ta chỉ có bấm một cái thôi thì nó ra, em quận xuống thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái số liệu về lấy mẫu đã được đưa sang đây, đưa sang một cái bảng này tổng hợp rất là nhanh, và chúng ta xem này đấy, mẫu rồi là đối tượng lấy mẫu, rồi là tên cấu kiện, rồi mẫu hồ sơ, rồi mác vữa hoặc là ca của đất, rồi là cái ngày mà mình vừa nhập ở bên kia nó được đưa sang bên này. Và nếu là bê tông thì nó sẽ theo dõi cho mình tự động là bê tông 3 ngày tuổi, bê tông 7 ngày tuổi và bê tông 28 ngày tuổi, bằng cách là nó tự động nó lấy cái ngày mà mình lấy mẫu cộng thêm 3 và cộng thêm 7 và cộng thêm 28. Thì những cái việc này thì bình thường mình làm bằng Excel thì mình cứ phải là chế
rồi mình lập công thức rồi mình kéo mình sao chép. Nhưng mà ở đây thì phần mềm làm tự động luôn thì mình giảm luôn được cái công sức mà cứ phải đi làm thủ công mấy cái thao tác đấy. Mà quan trọng là mình nhập lần thông tin một lần để lấy cái biên bản, thì bây giờ mình xuất ra nó được luôn cái thứ hai, tức là thông tin mình khai thác được rất nhiều lần từ một lần nhập vào và mình sử dụng mình cho các cái báo cáo và cho các cái công việc khác nhau. Thế còn ở đây thì cái phần kết quả thì các bạn có thể điền vào hoặc là các bạn có thể đánh đạt, tích đạt thì tùy từng cái mà các bạn đưa vào đấy. Và cái bản này các bạn có thể chế ra và in ấn ra để mà phục vụ bảo vệ hay là phục vụ nghiệm thu hay là các cái nhu cầu của bạn. Thì chúng tôi cũng còn phát triển nữa, thì có thể là cái lúc bạn theo dõi ở đây thì chưa thấy, nhưng mà cái phiên bản sắp tới của các bạn thì phần mềm sẽ tự động đánh thêm cho mình là cái ngày nào là ngày chủ nhật để nó đánh dấu màu đỏ lên. Bởi vì là thực tế thì là các cái phòng lab, các cái đơn vị mà làm thí nghiệm ấy, thì nhiều khi người ta không ra cái biên bản mà kết quả vào ngày chủ nhật, người ta nghỉ. Anh em thi công trên công trường thì vẫn có thể là thi công, tuy nhiên là một số nơi là người ta không ra cái bản kết quả mà thí nghiệm vào cái ngày chủ nhật, thì phần mềm sẽ đánh màu đỏ lên để cho anh em mình tự biết mà có cái điều chỉnh và cái theo dõi cho nó phù hợp. Thì đây là một cái tính năng và chức năng nó rất là hay, mà nó có những cái hoạt động mà nó lặt vặt, nó nhỏ nhỏ mà anh em mình không theo dõi, không để ý, hoặc là nếu mà làm thì nó cứ phải có nhiều cái thao tác nó rườm rà, thì bây giờ phần mềm nó tự động hết cho mình sử dụng phần mềm cho nó nhàn và nó hiệu quả hơn, nó nhanh hơn, tiết kiệm nhiều thời gian. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái bài giảng. Cảm ơn các bạn.